Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Đây, hiện tại chúng ta đang có một sản phẩm của Modding Cafe của anh Nhện Nhện Hợp Pháp ấy. Và đây là cái vỏ cây. Theme của cái vỏ cây này là gì nhỉ? Nhà máy à? Đây là là tại vì năm nay á là 30 năm của FSP, 30 năm. Cho nên là tụi FSP. Em á là chủ đề của tụi em là cái gì, cái là tuần hoàn, một vòng tuần hoàn đó, như cái là hydro là làm từ nước đúng không? Nước thì nó sẽ tạo ra mây, rồi xong rồi có mây thì sẽ có mưa, sau mưa trở thành nước. Wow. Đúng rồi. Phải gọi là tuyệt vời luôn đấy. Đúng rồi. Cái là anh bạn tạo cho tụi em, cho tụi em nói chủ đề thì anh bạn nghĩ ra chủ đề này. Ok. Năm nay là tụi em có ra dòng case mới. Ra case mới. Okay. Dạ đúng rồi. Case này là cái nắp nè. Đây là khí thoáng khí. Dạ, đúng rồi. Dễ dàng lấy ra. Đây mà là có hai cái để thay đổi tính em được chăm chỉ ra nha. Sang cái miệng bạn. Cái này là mua lúc mà chỉ có 3 cái để thay đổi, cái này thêm 2 cái nữa. Dạ, tức là rồi. Có mua được không hay là phải... Cái này lúc mua là nó sẽ kèm theo 2 cái. Kèm theo luôn à? Ồ thế thì tuyệt vời luôn. Dạ. Ok. Case này, đây là mesh này. Và có thể dễ dàng gắn ra gắn vào này. Và sẽ có hai mặt kính các bạn, tức là mặt trước và mặt sau. Dạ. Dày thì đẹp thế. Cái này ở trên là tháo ra. Giật ra sau rồi kéo lên. Vậy tức là sẽ nối dây ở nối quạt ở bên ngoài thay vì là cái radiator. Radiator rồi. Là 6 cái, nếu mà anh gắn quạt thì anh gắn được 7 cái. Ui giời. Thế lát nữa bên cái mặt kia nó dễ hơn. Ok. Vậy tức là đây sẽ là một cỏ cây. Nó sẽ có bao nhiêu color wave? Hai màu thôi à? Dạ, black và white. Black và white. Nhưng mà cái đằng trước này thì còn nó có thể thôi tí nữa ra xem cái thay đổi thiết kế. Ok. Dạ. Cái này là ra thì bên em cho em này là sẽ cái dây này là sẽ kèm. Dây custom. Dạ, đây là dây kèm á? Dạ đúng rồi, lúc mà anh mua là sẽ kèm vô luôn. Nếu mà anh không thích thì anh có thể nói. Còn nếu mà thì nó sẽ đi tức kèm. Tức là đi kèm cái... đây là dây của bộ máy tính. Dạ, đúng của rồi. Của cái vỏ cây này. Dạ. Anh em ạ, tức là anh em mua cái vỏ cây này là được tặng dây custom riêng. Đây có thể gọi là dây custom riêng này. Dây custom riêng dành cho chiếc PC này và đúng cái độ dài luôn. Nhưng mà cho mình hỏi một câu là cái dây này sẽ chỉ dành cho nguồn này đúng không? Dây này sẽ chỉ dành cho những cái chuẩn của FFP đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là đây là dây nối dài? Em hỏi chị tí. Cái này là chỉ đặc biệt là dành cho case của FFP. Nguồn của FSP. Vậy tức là không phải dây nối dài đúng không? Tức là không phải là con nguồn nào cũng gắn được. Dạ, đúng ok. Rồi. Vậy thì ở đây thì cũng có cả nguồn trắng của hydro nữa. Nhưng mà không hơi tiếc nhỉ? Không, dòng dagger của chúng ta không có 5 chấm à? Có. Đây này có ạ. Đúng rồi, có. Bây giờ anh em ạ. Thì đây, giới thiệu qua cho anh em một chút là bình thường là chúng mình sẽ bán những cái em Dagger Pro này và những em Hydro PTM này. Đây là những con nguồn mà mình rất là recommend cho anh em mua bởi vì là có một mức giá thành tương đối thấp mà hiệu năng của nó và cái xếp hạng của nó trên thị trường ấy là rất là cao. Và năm nay thì đã được nâng cấp lên phiên bản, đó chính là phiên bản PCIe 5.0. Và đây, nếu mà mình sắp tới mua 4.0 ấy thì mình chắc chắn sẽ mua nguồn này. Nhưng mà không phải là phiên bản này, phiên này là bao nhiêu bát? Tao nó không mua được. Ok, sao? Ok. Bây giờ mình đi giới thiệu tiếp. Qua đây mình giới thiệu cái phần quạt. Đây ra giới thiệu phần quạt. Ok. Thì nó sẽ có 6 cái radiator. Nếu 6. Mà anh gắn quạt thì anh được 7 cái quạt. 7 quạt. Ok. Dạ. Tức là 7 cái quạt. Dạ. Vậy là có thể gọi là push pull nhưng mà luôn. Vậy là cái rất là mát. Dạ đúng rồi. Thế là em nói thêm là năm nay FSP có thêm dòng mới là tản nhiệt nước. Đúng rồi. Nhưng mà đây là quạt của FSP luôn. Dạ đúng rồi, đã vừa cho em giới thiệu anh sau. Nhưng có thể nói qua một chút là cũng có lấy cảm hứng từ nơi nào đấy đúng không? Đúng. Ê, trêu các bạn ấy thôi nhưng mà nói chung là các công ty cũng hỏi nhau mà. Bên này thì cũng có tản nhiệt khí luôn. Đúng rồi. Đấy. FSP cũng có những cái tản, đây là mới hay là có rồi? Mới. Dạ, okay. Đúng rồi, năm nay là sản phẩm mới của năm nay là sản phẩm mới của FSP dạ. Là tản nhiệt khí anh em nhá. Và đây là tản nhiệt 2 tháp và có một thiết kế khá là đẹp. Nhưng mà sẽ không có phiên bản RGB đúng không? Nó chỉ có một phiên bản đen rồi. Hay là cũng được ốp cái quạt này vào? Cái đó là phải qua technical. Vậy thì đây là cái vỏ cây mới. Thì vỏ cây mới này sẽ có 3 mặt được đi kèm và được tặng luôn. Được tặng kèm nữa em không cần phải mua miếc gì cả. Chúng ta sẽ có đầu tiên là một mặt mesh to. À không phải, một cái mặt design lỗ lớn. Và nó sẽ có mesh ở đằng sau để giúp anh em gọi là chặn được cái bụi bặm vào. Tiếp theo nữa là một cái mặt mesh nhưng mà mesh lỗ to hơn. Và nó giống như cái vỏ cây liên ly, nếu anh em biết, nó giống hơi giống cái vỏ cây liên ly một chút. Và cuối cùng thì là một cái mặt, đó chính là mặt mesh vải, mesh lưới vải. Nó rất là mịn, giờ rất là sướng, cảm giác hơi giống ô tô. Đấy, thế đấy là cái vỏ cây mới của FSP, cái nguồn này. Thôi thì năm nay tụi em sẽ làm dòng nguồn mới, nhưng mà
với lại cái logo thì sẽ là đổi thôi. Mới là logo mình mới luôn, dạ, logo Vita rồi. Logo này nhìn fashion à, nhìn trông professional hơn, dạ. Đây, đổi font này anh em ạ, dạ. Thì chúng ta sẽ ra một cái, ôi, đây là nguồn có sẵn 12V, 16 pin PSE 5. Thì đây là những sản phẩm nguồn mới của FSP, tức là đã được redesign lại về font chữ, thiết kế và đầu dây luôn. Em này thì không có 12 pin, 16 pin nhưng mà em này có này, PSE 5.0 này. Và đây là G... À, đây là tùy vào các mẫu đường đó, mẫu Vita này, Advan này và Mega là sẽ là các mẫu watt theo như mình có thể đoán ở đây. Em này thì là 1000W và em này 1000W này. Bây giờ có khác gì nhau? À, hình như là không, cũng chẳng có hình như gì ở đây cả. Ôi, mình chịu nhá. À, cái này là Advan 7M, cái này là Vita 7M. Vậy thì là khác mỗi tên à? Đây thì em này là em Mega GM này, là to nhất đây, nhiều đầu nhất đây, rất nhiều peripheral này, 3 đầu PCIe này, 2 đầu CPU và 1 đầu PCIe Gen 5 luôn, rất là khủng bố. Và em này thì cũng có cái số watt điện lên tới là 1000W. Nói chung là đây những nguồn sẽ là rất nguồn rất là khủng và sẽ đảm bảo rằng cho anh em là có một cái trải nghiệm sử dụng máy cực kỳ tuyệt vời. Nâng cấp bây giờ máy là quá đơn giản rồi, đợi FP chúng mình nhập về phát là có luôn. Còn có một cái sản phẩm cuối cùng thôi, bây giờ mấy cái này Evo không? Cái nào? Này là 5.ATX. Ở cái này thì không quan trọng nữa, cái này có. À, đây là TPM Pro đã nâng cấp đi đúng không? Đúng rồi, TI Pro. Và phiên bản, và những em Hydro TPM, TI à, không phải là... TI Pro. TI Pro và... TI đây. TI đây, đây. Thì em là TI. Cái này là được giải của Computex. Được giải ở Computex. Vậy thì nói sơ qua một chút về nguồn này đi. Thì anh em đã quen cuộc với cả Hydro rồi. Thì Hacom có rất nhiều các nguồn Hydro. Nhưng có một điều mà mình rất quan ngại khi mà sử dụng nguồn Hydro đó chính là mình không thể nào mà gắn đầu cho test 4.0 ấy. Thì không thể nào gắn đầu ATX 3.0, 5.0 được. ATX 3.0 được. Tức là năm nay thì trong Computex FSP đã ra một sản phẩm này. Tại sao cái này đổi font mà cái này không được? Cái đó là năm sau. À cái đó là next year đúng không? Ờ năm sau, ok. Rồi, thế cái này tí ăn qua bên kia có trưng bày ở bên kia của giải thưởng FSP giải thưởng, ok. Thế thì cho nốt một con nguồn Evo đi, mấy con nguồn 12V đi. Đây, đây là những anh em nào dùng 4.0 này, 1200W, nhỏ bằng bàn tay mình luôn, thấy chưa? Cái chiều dài của nó không bằng bàn tay mình luôn, đấy, rất là nhỏ con luôn. Những em này mà gắn vào những cái bộ cái EX thì quá tuyệt vời. Nói chung hiện tại đang thấy là mình đang thấy là hấp dẫn đấy. Rồi, và vô, 12V rồi. 12V dùng núp à? Thì nói qua một chút về 12VO nhé, không phải 12V. Mà 12VO nó là một cái chuẩn nguồn mới mà Intel kết hợp với cả một số hãng khác để làm ra. Và cái chuẩn nguồn đấy tức là thay vì là cái cục nguồn của chúng ta này, thay vì là một cục nguồn phải chia ra nào thì 5V, nào thì 3.3, nào thì bao nhiêu đấy, thì tất cả chỉ còn có 12V thôi. Cái này thì đảm bảo cho chúng ta một cái độ chuyển đổi cao hơn, nhưng mà hiện tại ta không ghi ở đây là bao nhiêu. Nhưng em nhìn này, có đúng này, mấy đầu này PCIe, GPU và motherboard hết. Đấy, không có quá nhiều đồ đâu. Đấy, rất là đơn giản. Và có 12V với cả 12 sub thôi. Đấy, thì chỉ thế thôi. Cái này thì để giúp cho cái vấn đề đó chính là giảm về cái số lượng của dây và tăng cái tượng, tức là chuyển đổi từ điện sang hiệu năng và giúp cho bộ máy chúng ta có thể hoạt động một cách trơn mượt hơn và anh em đỡ tốn điện hơn. Đấy thôi. Đấy, và đây là FSP, các bạn có thể qua tham quan và mua những đồ FSP tại Hà Cò của nhà anh em nhé.